Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và video này thì Khải sang lượm bài boss với một hơn 2 rương anh em. Nói chung là cũng có khá nhiều anh em đánh ở vị trí này, nhưng mà anh em đừng có phá nhau được anh em. Còn phá thì Khải chắc đi chỗ khác thôi, bây giờ biết sao giờ. Giờ anh em sang cũng cùng sang boss mà anh em phá thì Khải chịu thôi. Khải cũng không biết cách sao nữa anh em. Khải cũng không biết cách nào để Khải xử lý luôn anh em. Đó. Rồi, cách bùa, anh em đọc cách bùa. Em đọc Khải chỉ đứng cách bùa thôi anh em. Còn Thúy Yên thì bập thôi. Thúy Yên bập rồi Ảch chính thì đứng nhặt đồ thôi. Từ từ nó chạy. Nó hay chạy vậy ta. Cách bùa rồi. Thúy Yên. Đó. Nói chung là vừa đánh nó tự đánh là nó khó nữa. Sao Thúy Yên Khải nó chạy lung tung rồi ta. À nó theo sao gì đâu mà. Rồi đánh đi. Rồi ok. Em đọc đứng ngay cách bùa nè. Cái tất cả các bên. Thôi nha, 1, 2, 3, 4. Hôm có bà Tăng đánh thì khỏe anh em. Tầm này không có, một mình đánh chua vãi nồi. Khó. Rồi làm một một hai chướng này, đục động không. Đó, lên đàm ấy. Chướng cũng lên đàm anh em. Hãy bơ tờ thêm con ngàm mì. Ngàm mì vô chơi nào. Anh em đang xem thì đừng quên cho một like nha anh em. Một like chia sẻ anh em ơi. Em đọc đang đứng phụ bùa thôi. Vì Nam Độc Khải không có cho đánh. Nam Độc Khải auto 100% là đánh bùa thôi. Nó thấy chạy đâu vậy. Từ nha. Ủa Nam Độc không chạy đâu vậy. Cho nó đứng yên một chỗ đi. Rồi chút. Anh em này đông quá hả. Phụ đam động một tí nha Nam. Lâu lâu phụ đam động một tí nha Nam. Không phụ đâm động là nó lâu chết lắm. À, âm thời gian chống động nè. Đâu tu. Phải có đâm động vô đánh nó mới nhanh em. Phải Khải phải chưởng mấy cái rồi. Đó, chưởng mấy cái đi. Không chưởng lâu vậy nồi. Cái này đánh một mình hơi lâu nè, cái miếng bánh nè. Mua cho ngày 10 nè. Rồi, miếng bánh. Anh rồi nè em ơi, gần chết rồi Khải rồi đấy. Trời, đứng hai bên đồng quá. Rồi, một con chuẩn bị chết. Một con bị chết. Anh em đang xem cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa. Những đùi ở đây. Tắt con gà mì ra. Trời, hai bên đánh hai bên lắc anh em. Đông vãi nồi. Ok, hello 308 anh em đang xem nha. Anh em đang xem cho một like chia sẻ anh em ơi. Em quá tiểu rồi anh em ơi, em quá tiểu rồi. Anh cho Thúy Yên rồi đấy. Rồi, con đầu tiên sẽ chết. Hỏ anh em, hỏ. Khải mua cái túi gì tớ cho nó rồi anh em. Khải mua túi gì tớ rồi. Lầm đồ. Một cây kích. Lầm. Chết bói lồng lặng nè. Khả thêm đi. Và họ nhanh chết quá. Còn Thúy Yên Khải nó đang giữ lệnh bài nè. Mà là nó full lệnh bài á. Không có đổ mà nè. Chung là nó đánh theo cái kiểu túi gì tớ nè. Đánh theo kiểu có túi gì tớ.
Tầm này một mình đánh là hơi lâu. Nó đánh theo con nghe mi phục hồi anh em, nghe mi khả năng đứng gần đó, nghe mi khả năng đứng gần đó để cho con Thúy nó đánh đấy. Nói chung là tự đánh là cảm giác nó chậm một chút, anh em thông cảm nha. Tự đánh anh em, nên là anh em thông cảm một chút nha. Anh em đang xem cho Khả một like anh em ơi, tự đánh tự nhặt luôn anh em. Tự đánh tự nhặt luôn á. Rồi chuẩn bị tiếp tục con hai con họ chết nữa này. Nói chung đừng ai phá, được đừng ai phá thì có thể giao lưu với anh em, đánh với anh em cho xem cho vui. Hiện tại bây giờ đây là bắt 16 rồi nha anh em. Bắt 16 rồi nha anh em. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like như sẽ chơi nha anh em. Nói chung là cố gắng ủng hộ Khải cũng 500 like thôi. 500 like cái bắt 16 này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh. 500 like rồi Khải thì tiếp tục rồi đầu tư tiếp lên bài bot đánh cho anh em xem. Có năm độc cách bùa anh em, chứ hôm nay giờ không có, đánh hơi bị lâu ấy. Năm độc cách bùa các kiểu ấy. Rút độc được hai mấy ca, tại vì năm độc Khải đang năm độc bùa. Nên là nó cái lượng đam trưởng năm độc nó không được mạnh anh em, nên là nó rút độc chỉ hai mấy 30 ca thôi. Nói chung tầm này là ok rồi anh em. Tầm này là ok rồi đấy. Chứ mấy hôm Khải đánh bên góc kia tù hơn nữa, thả tiếp hai con đó, Khải thả một nùi luôn anh em. Thả chỗ này phải hơn 10 con đấy. Đăng 10 con mà chưa chết nha anh em. Chuẩn bị mới chết, chuẩn bị mới chết. Rồi, nói chung là Khải đang gần chết là Khải ngừng năm độc rồi. Rồi nhặt đồ. Nhặt đồ anh em ơi. Hiện tại xếp đồ mình nghe đây. Ủa từ từ nhặt cái nào. Nhặt ra bói anh em. Đây Khải giờ soi anh em xếp đồ của Khải đang trang bị cho ông Thúy Yên anh em. Thúy Yên Khải đang mình bắn xếp 12, cái chuyền 3 này, nhẫn 3 này. Rồi nhẫn 3 này, ngọc bội 3 này đó, xếp mình bắn 12, không có gì luôn. Đấy rồi anh em. Vậy rồi khui nha anh em, khui đồ nhá, khui đồ gì đây, đợi món kia gần chết khui luôn này. Shop ôi số lượng 130, cái này giá tẩu thôi. Một dòng 130 shop lượng rồi. Ok rồi, chờ đợi tiếp tục anh em ơi. Bà Tăng này xanh cho anh em bi sáng đêm rồi, đúng rồi anh em. Ok, hello anh em nha. Chúc anh em một buổi tối xem video xem bot vui vẻ anh em ơi. Hiện tại bot Khải là bên trên, còn bot của Grab chỗ bom là bên dưới anh em. Hai anh em đang đứng xanh hai góc hai bên anh em à. Lời liệu siêu phẩm tối nay sẽ về tay ai? Vẫn thích tự đánh hơn, tự làm tự ăn nó mới hồi hộp. Ok anh em luôn. Để xem thử liệu tối nay siêu phẩm sẽ về tay ai anh em. Các cái bùa vậy. Rồi chuẩn bị có một con chết, hai con chết, ba con chết một chỗ luôn này, 13 con chết một chỗ anh em. Anh em thấy rớt đồ chưa, em thấy nó rớt đồ chưa. Nhặt. Ôi rồi chuẩn bị nó chết hết chỗ này rồi, Khải thả tiếp nha anh em. Nãy giờ chỗ này trong góc này Khải thả gần chục con anh em, Khải thả gần 10 con ấy, không biết đâu. Hello 400 anh em nha, anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi anh em. 1 2 3 4. Ăn vừa bùa vừa đam nên cỡ em ơi. Nghe em nó kêu được nó cầm giùm cho, nhưng mà thôi nó vừa bùa vừa đam, mình đánh bằng tay anh em này cho nó hấp dẫn anh em. Một cái nón, một con hoa thủy. Ok còn con thủy cuối cùng Khải thả đây, thả tiếp tục ba con tiếp tục. Thủy kim thủy, ôi lần này ba con hoa thủy một chỗ anh em. Cắt bùa này đó, Khải cắt bùa bằng tay luôn anh em. Khải cái bùa vào tay rồi, Khải đánh bằng tay luôn á. Khải đánh gần chết là Khải ngừng thôi. Khải đánh gần chết là Khải ngừng để cho nó hút đam của con Thúy Yên á. Đó, Khải đam gần chết nó ngừng rồi. Đó, anh em thấy chưa? Thúy Yên Khải đang mang cái đao độc sắc nha em. Đao độc sắc 35. Rồi, chắc đi ra đảo nữa quá. Ok. Khui nha anh em, khui nha. Khui. Tối nay khá là đông vui đấy. Anh em đừng phá là được, đừng phá là vui nha em. Đừng phá là chơi tối cũng được. Khui. Một cái gì này, shop ăn độc shop mong chờ siêu phẩm khác tất cả. Không có cái này Khải bói rồi, em làm chậm 20 thôi, không có gì cả. Rồi tiếp tục thôi, lâu lâu cho em độc đam vài cái đó. Anh em thấy em độc đam không? Rồi Khải mới nhạc khác anh em nghe nha, sung lên tí nha. Đấy anh em, mới nhận nốt to cho anh em nghe nào.
Ok, lên luôn. Lên luôn em. À, sôi động lên nào. Ok baby. Sôi động lên. Sôi động lên anh em. Mỗi người một cánh tay giơ lên nào, mỗi người một cái tay giơ lên nào. Vô vô, bùa tiếp. Em đọc Khải đam vài cái nè. Rồi, ngừng. Lên luôn. Gia truyền kháng cả nam hờ kim à, đau hút nội lực, ok luôn em. Tối hôm nay Khải xanh khoảng 2 rương nha em, khoảng 2 rương nha em. Ở cái bát 16 này thì nếu mà ok thành công thì Khải sẽ xanh 2 rương luôn. Hiện tại có một ông Biken gì đó, ông đang Khải đang đợi ông về nha em. Khải đợi ông về rồi Khải mua thêm một rương, 2 rương nữa chơi nha em. Chơi đến sáng cũng được nha em ơi. Buxikla. Ok, chuẩn bị có một con chết. Thủy nè em ơi, kim chứ. À, thủy, chuẩn bị có một con thủy chết. Phụ đam một chữ nữa coi. Tìm siêu phẩm, góc trên góc dưới luôn em, góc trên góc dưới nè em. Góc dưới là của bên Grab chở bom. Còn góc trên là của Khải là tơ đơ. May mắn 27 nè em. Ếc này lại của Khải nha em. Ếc này là thí yên của Khải nha em. Đó. Thí yên của Khải đây, may mắn 12. OLED 3 thiền rồi ạ, đồ OLED hôm nay to nè. Rồi, mày khui. Khui đồ. Này shop thôi, này rác thôi nè. Dễ tẩu. Ủa chà, nó kẹo gấp canh vậy. Ok, anh em like chia sẻ giùm Khải nè em ơi. Nhiều anh em vẫn thích là cảm giác mà tự mình xanh, đúng không anh em? Nhưng mà nó hơi chậm thôi, tại vì anh em thấy không? Vừa đánh rồi vừa phụ vừa nhặt đồ nữa, một lúc mình làm đến 5-6 thao tác anh em. Nên là nó khá là chậm. Một bùa, hai bùa. Cắt bùa đó. Singapore lâm đô. 1-2. Bùa đây đâu đây. Mỗi một cái giày thôi anh em ơi. Một con hồi thị chết một giày thôi. Vô. Thôi có bùa rồi anh em ơi, có bùa rồi. Giờ đứng vô góc đó nó đánh skin xuống nè mà anh em không thấy. À, chuẩn bị chết này. À, xong ba con này, xong bốn này, Khải thả tiếp con khác nha. Đó, trên góc trên là con Khải gần chết rồi nè. Một hai đam nữa thôi. Rồi, chết, lâm đồ. Chikabu. À, con Amy trong này Khải cánh may mắn hết rồi nè. Trong bên tơ Khải cánh hết rồi đấy. Khải đưa cho con Nam Đọc một cái bình thiên sơn. Lỡ đâu Nam Đọc nó còn KS được boss anh em. Là nhiều khi mà mình bị hố anh em. Hố con Nam Đọc nó còn kết boss đó. Nên là nó còn có may mắn đi, đúng rồi. Chuyển cho Nam Đọc một bình may mắn của thiên sơn. À, ok. Lỡ đâu con Nam Đọc nó lại kết thúc được boss sao anh em. Đó, Nam Đọc full full may mắn luôn nha. Ui trời, ông kia đồ gì kia nhiều vậy.
Ok, lên thiên, lên đĩa. Xong hai con này rồi, đâu? Bói đồ khui nha em. Kim chết này, kim chết này, vũ khí ơi. Lên luôn á. Xin ra cùi với tí nè em ơi, tí cho. Ôi, một cái kích. À, xa, con kim có một cái kích. Cầu mong cái kích tóc 30 sát thương 4x nào. Tóc 30 sát thương 4x nào. Rồi, xong thủy này thả luôn nha em ơi, thả luôn nha, ba con nha, 1, 2, 3, đó. 4 con luôn, 4 con một lúc luôn cho nó nhanh. Tại vì một mình đánh là cảm giác nó lâu nên là thả 4 con luôn em, đó, khả thả 4 con rồi. Rồi, bêm. Họ thủy gần chết này, họ thủy một đam rồi chết này. Vô. Bà đang hiện tụ họp khá là đông nhân tài, tối nay sinh boss anh em. Lên luôn. Ôi chà, một cây nón, một ngọc bội, một khổng linh. Rồi ok. Lên luôn. Năm độc trướng này. Đó, trướng nhau lên đàm này. Rồi, khui. Khui đồ nha anh em, khui đồ nha. Rồi, cái này không bình thường shop. Trời ơi, cái áo đẹp không có kháng, không phục hồi. Rồi, mang vào cái kích anh em ơi, kích siêu phẩm dùm cái. Trời ơi. Sát thương cũng khá là thấp, không có gì cả anh em ơi. Có sát thương là thấy hay rồi mà lại không có tóc. Sốp. Này giao tẩu thôi. Rồi ok, vô. Bùa này. Lên luôn em ơi. Cứ vậy ông phát nem mà ok. Phát nem luôn em ơi, nem con luôn nha. Rồi nem con rồi. Thật ra ông phải ông phát nem con nè. Lên luôn em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Lên luôn. Em đọc phụ này, em phục đam này. Tối nay là một ngày khá là vui, đông quá nè em ơi, rất là nhiều anh em sân bot. Nói chung là không biết tối nay siêu phẩm sẽ về tay ai. Ai cũng có thể về siêu phẩm cả. Khả năng mang xếp mà bánh 12 nha anh em. Ở bên dưới này ông grab chở bom may mắn nhiều đây. 3 12 thôi anh em ơi. Tất cả là may mắn 12. Một cái đao độc sắc 29, Khải cũng vậy. Khải một cái đao độc sắc 35. Rồi xem mắn 12. Đó, xem mai 12. Cũng như bên kia thôi. Boom, sinker boom. khá là vui đấy. Tầm này thì nói chung là không cho anh em đọc đam nhiều anh em ơi, chỉ chờ sự và sự may mắn thôi, chứ giờ không dám cho anh em đọc đam nhiều. Em đọc đam nhiều mới không sợ nó kết thúc boss anh em. Năm độc khá lâu trưởng vài cái. Siêu phẩm cái coi nè em. Nhưng mày đứng vàng bên đó, ok. Hôm nay khá là đông. Hải cũng đang sang bên kia nè em. Hải cũng đang sang cho bên kia. Khá đang đứng bên này. Rồi đồ chỗ này rất nhiều ấy. Nhận đồ đây. Khải 4 ngàn thôi, 4 ngàn vô bên tôi. Yo. Ừ, đam số bị ca 20k anh em, lâu lâu anh em đọc giật phát là 20k thôi. Không dám đam nhiều anh em. Đam nhiều sợ anh em đọc nó ăn đam, như mấy hôm lại anh em lại nói nó là chỉ đam khoảng vài cái, 4-5 cái là ngừng rồi. Với lại anh em đọc này, anh em đọc bùa anh em, Khải anh em đọc bùa. Nên là lượng đam nó không có.
Thế này đánh từ từ nó mới vui anh em, đúng rồi, đánh nhanh quá mất hứng anh em. À bên kia là con boss nó đứng im góc lát anh em, còn bên này là không phải góc lát, trên này là con boss nó di chuyển được đó anh em thấy không, trên này là con boss Khải di chuyển được, nó không phải đứng góc lát, còn dưới này là đứng nó im vào góc lát rồi, dạng như là thả 5 con 10 con nó đứng im một chỗ anh em, còn bên góc này nó là một góc khác anh em, con boss nó có thể di chuyển được. Ai chỗ này cũng bị boss chết. Bùa này. Bùa này. Hai góc này khác nhau hoàn toàn anh em ơi, hai góc này khác nhau hoàn toàn. Bùa này. Bùa này. Rồi, giật đi. Rồi chuẩn bị chết. Góc trên của Khả thì con boss nó di chuyển được anh em, góc trên này di chuyển được. Hello Thế Lạc nha, hello anh em nha, hello Long Huy, hello những anh em đang xem livestream. Sao không đăng Phúc Duyên nữa, anh Thủy Yên ép đồ luôn, nhặt đồ anh em ơi. Ôi chà chà, ôi chà chà, đồ khá nhiều. Rồi, bố nhanh, chặt chỗ anh em ơi. Vũ khí ơi, áo ơi. Ui, áo có dùng chó người sốt. Shop. Ôi, nón 2330. Nhận. Shop. Rồi làm đồ anh em ơi, làm đồ qua là tính tiếp. Đó, tiếp tục. Tiếp tục, vũ khí. Độc sắc. Cái đao không có gì luôn. Đang cố gắng tìm siêu phẩm anh em. Trời ơi, dây tóc mà không có tóc, tóc thấp quá. Này tóc 40 là có tiền anh em. Tóc thấp quá. Nón này là ok đấy. Này nón này mà chó 40 nữa có tiền luôn anh em. Nón này chó 40 nữa đẹp. Nhẫn này không yên thua. Ok, shop. Rồi mở boss tiếp theo. Con hợp thổ này hơi lâu. Lần 5 con nha anh em. Khải thả một lần 5 con nha anh em. Cắt bùa, cắt bùa. Đúng rồi, nó 40 là lúa luôn anh em. Lúa vô luôn. Nó có 2, 3, 30. Uổng quá. Rồi chuẩn bị thổ chết. Chuẩn bị thổ chết. Nón. Rồi ok, trưởng. Hôm nay vui quá anh em ơi, hôm nay ngày đông vui vãi nồi anh em. Xin boss mà đông vô lờ luôn á. Rồi dược đam bị họ chết rồi. Bị họ chết rồi. À, nãy định cho mà quên. Chúc cho. Quên rồi. Ra ngồi đi. À, nhặt đồ. Nhặt đồ anh em ơi. Ok, bó nha anh em ơi, bó nha anh em ơi. Đồ rớt ra là không kịp nhặt luôn ấy. Một số con sắp chết này. Cuối. Trời ơi, làm 120. Trời ơi, làm 120 nữa anh em. Vãi nồi. Trời ơi, đậu qua bao tay giùm tôi. Hạt ngọc bội là có tiền rồi anh em. Áo thì làm 140. Hai cái này có 20. Vãi thiệt, sinh lực cao rồi chứ. Trời ơi, tiếc quá. Ok. Yeah baby. Được một cái nhẫn làm 140. Lên luôn anh em. Nhẫn này đưa cho bạn chính mang đẹp luôn anh em ơi. Oh yeah baby. Ok, được một nhẫn 540. Khá đáng tiếc ở bao tây. Tây sinh lực cao này, bao tây sinh lực cao với ngọc bội mà không có 540 nè. Ôi, quá chắc.
Quá chắc em ơi, siêu phẩm cái nhẫn Khải mang luôn nha. Xin lỗi 120. Ok, được một cái nhẫn là thấy hòa vốn rồi em ơi, được một cái nhẫn thấy hòa vốn rồi. Rồi tiếp tục cắt bùa. Vui quá, được một cái nhẫn là ngon em ơi. Lâu rồi mới thấy được một nhẫn 540 lại. Khá là lâu rồi. Nào, quá ngon. Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Hello 400 anh em đang xem nha, anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Một like chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Tiền rồi, nhắn này tiền anh em ơi. Tiền về. Quá chắc. Mọi cái bao tay với ngọc bội anh em, tiếc bao tay với ngọc bội anh em. Trời ơi, hai cái này mà làm 140 nữa là có tiền nữa. Thiệt quá. Chung là cũng gỡ được vài kim anh em, cũng gỡ được vài kim. Đồ. Nhạc. Thôi ok rồi, Khải mang cái nhẫn này vô luôn. Đó, qua chắc. Rồi nhẫn này của người ta, tiếng này trả. Nhiệt độ. Còn hai con thủy một con mọc, 400 anh em đang xem cho Khải một like em ơi, cho Khải một like chơi em ơi. Quá ngon em ơi. Ok, hello anh em nhá. Cảm giác tự làm tự ăn sướng thật à. 25k à. Ôi em rồi, cái này hơn 15k anh em, nhẫn này hơn 15k anh em. Ngon. Hơn 15k anh em, sức lực cao, nỗ lực luôn. Đây. Hơn 15k là chắc rồi anh em. Nhẫn này là hơn 15 kim là ok rồi. Giờ được sẽ nhận may mắn. Ok, Khải thả một lần 5 con anh em, Khải thả nhanh anh em, Khải thả một lần 5 con ấy. Nếu Khải thả tổng 5 con không à, một chì, một nón, ok. Vẫn thích cái bao tay này, sinh lực cao. Ngọc bội. Ok, anh hai con này khui tiếp anh em ơi, anh hai con này xong rồi bói tiếp. Quá ngon. Ôi, một cái nhẫn thủy, một nhẫn thủy nha anh em ơi, kiếm cái nhẫn cho 40 coi. Ok, xong con này luôn, thả tiếp nha. Thả tiếp này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó. Thằng lúc 5 con anh em. Cảm giác tự làm tự ăn sướng thiệt anh em à. Quá chắc, quá ngon. Chuẩn bị một con chết. Rồi, ok, có một hiền thì kiếm. Một cái giày, một nón, wow, vô. Bỏ thôi. Rồi, lên đô. Sao đi em lộn ạc. Lên đô. Khui. Rồi, cái này không ăn thua shop nha. Ôi, nhẫn này xấu dòng không ai chó nè. Không có 19. Kiếm ơi. Trời, kháng hòa cao. Ui, cái này mà nó chuyển sang cái nhẫn là ngon rồi anh em. Trời ơi, kháng hòa 7 chón 40 kìa. Ngon vãi. Nhẫn nhân này thì không có anh em. Tiếc gơ anh em. Rồi anh em thấy dùng chó 40 thấy tiếc không? Con hòa thủy anh em, hòa thủy mới rớt á. Ui, kháng hòa 2, 20, 23, 6 dòng. Vậy, ui, tính ra là... Ok, nó chuyển ba cái đồ này qua con nghe mi. Để khỏi chặt rương anh em, cho rảnh thời gian bối đồ cho anh em. Này, cái này qua ngày mi này, cái này kháng cao nè, kháng cao hiệu ứng cao thì hiệu ứng cũng được thôi, không có cao nhưng mà chuyển sang cho đỡ chặt rương nè. Ui, cái nón nhìn đẹp quá. Chón có 30, khá đáng tiếc. Ok, bước cho còn. Rồi, tiếp tục cắt bùa. Hai này. Đó.
anh em xem cho một like anh em ơi. Đây và đây là bát 16 anh em, ngày mai Khải sẽ úp lại hoặc là khoảng 2-3 ngày sau. 2-3 ngày sau Khải sẽ úp lại anh em. Rồi trưởng này. Trưởng một phát là mười mấy ca đam anh em. Mười mấy ca đam ấy. Rồi ok. Lên đàm mấy chục ca. Rồi được một cái nhẫn là ngon nè em ơi. Đúng rồi anh Cường Hồ ơi. Bơm nó xanh hay sao mà năm con dở đồ ngon nè. Nay thả về bờ xanh với xa tới sáng luôn ạ. Ok anh em. Hiện tại Khả đang chờ ông Biken gì đó. Ông đang có năm rương. Tí nữa có gì Khả sẽ mua thêm Khả đánh anh em. Nếu mà không có người phá thì Khả sẽ mua thêm Khả đánh thôi. Phú sao không đổi làm phôi à? Có mấy cái kháng cao cao em mới đổi làm phôi thôi. Còn mấy cái mà như cái chống 40 lúc nãy vậy. Chống 40 lúc nãy em nghĩ khá là nhiều anh ơi. Tại vì cái trang bị quần áo thì em nghĩ nó xanh khá là nhiều. Em toàn bán shop thôi. Đỡ chặt rương này em bán shop hết. Tại vì sau này mấy cái đó xanh cũng khá nhiều. Mấy cái đó áo với quần, áo với ba cái đồ mà không cần thì nghĩ nó rất là nhiều. Nên bán thôi. Cái nào chặt rương quá là bán à anh em. Khải là vậy. Cái nào chặt rương quá là Khải bán à. Và hiện tại 500 anh em đang xem livestream. Đây là buổi livestream trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay. Với số lượng boss Khải sẽ đánh hơn một rương cho anh em xem. Và hiện tại bây giờ thì nãy giờ Khải đánh khoảng mới có 25 con thôi anh em. 25 con thôi. Và Khải đã được một cái nhẫn sinh lực 120 và làm chậm 40, cực kỳ hot. Đó, mới 25 con thôi anh em. Mong sẽ có siêu phẩm tiếp theo. Rồi, mọc này anh em ơi. Mày bánh 8 không anh em? Mày bánh 8 không anh em? Hai con mọc này, ba con mọc một chỗ anh em, ba con mọc một chỗ anh em, ba con mọc một chỗ anh em. Khải đứng bên trên mà, Khải đứng bên trên mà. Mọc ngập bội này, nhẫn không? Không có nhẫn luôn. Một vũ khí mọc. một dây thổ luôn. Rồi mở năm con này, 1 này, 2 này, 3 này, à dính hai con thổ à, mở 4 con luôn. Ok. Rồi. Khải vừa xanh vừa đánh mà cũng nằm đọc bên này, Khải phải đánh anh em, Khải đánh vài cái phải ngừng. Rồi khui. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ nha anh em. Video này đạt 500 like thì Khải sẽ tiếp tục lên bát 17 cho anh em xem nha. Và đây là bát 16 nha anh em. Và đây là bát 16 Khải sẽ up lại trên kênh. Khải sẽ up lại trên kênh cho anh em. Và anh em nào đã xem và đã chưa xem thì có thể ghé vào kênh Khải xem bát 16 này nha anh em. Và Khải sẽ up vào ngày mai hay ngày kia. Nói chung là cứ một video mỗi bát anh em ủng hộ Khải đạt 500 like thì Khải sẽ có động lực để Khải tiếp những cái bát xanh boss như thế này cho anh em xem. Đồ, cái kích 5 dòng không có gì luôn. 21 13. Trời. Ok, shop hết nè em ơi. Rồi chuẩn bị hai con thổ chứ. Anh em cảm giác đánh chậm nó ra đồ ngon hơn nữa hả anh em? Đánh chậm ra đồ ngon hơn đúng không? Không có nha, không quay may mắn cái này mày nhỏ quá. Cảm giác đánh chậm nó ra đồ ngon hơn đúng không anh em? Lên anh em.
À thiên hơi tốc độ đánh. Á đồ. Thiên mình ai giết vậy? What the hell? Phá rồi nè mày, gặp phá rồi. Vãi rồi. Giết con Thiên Khải chết rồi. Rồi ai mới giết này? Ủa sao lại bị con Thiên chết ta anh em? What the hell? Ủa cái gì lạ vậy? Thiên đứng im chỗ mà cũng chết anh em. What? Khải làm phi chiến đấu lại nè. Không hiểu luôn, Thiên chết. Không biết ông nào phá luôn. Khải làm lại phi chiến đấu. Yến Vy giết hay sao đó à? Ông nào giết bó tay luôn nè. Nó làm phi chiến đấu vô nó phá nè. Chứ tại vì là Khải trong này Khải làm phi chiến đấu là không ai giết được Khải đâu. Chỉ có ai làm phi chiến đấu rồi giết mới chết được thôi, chứ còn không ai giết được Khải đâu. Chỉ có làm phi chiến đấu mới phá thôi. Mà không biết ai vừa giết. Khả năng phi chiến đấu nè mày. Chơi giết không? Chơi phá trời. Tại vì làm phi chiến đấu là chỉ có ai làm phi chiến đấu mới phá được thôi, chứ bình thường không có phá được đâu. Thôi rồi bây giờ thì yên lại nè mày. Cánh này may mắn thôi. Rồi chưa hết gặp phá rồi nè. Nữa lại bị giết. What the hell, món này phá rồi. Không được không ổn rồi nè, chơi phá rồi. Trời phá trời. Tí nè mày, lại phải chiến đấu mà. Trời này phá rồi em ơi. Vãi rồi. Khải mới ra đánh một chút nữa rồi nó lại phá nữa. Mất phi chiến đấu rồi. Vãi món này thì đang làm lại phơi chân đấu nè. Lại là bọn huynh đệ, lại là bọn huynh đệ lúc trước phá rồi nè. Huynh đệ lúc trước cũng phá, giờ cũng phá.
Trời ơi, đứng phá nè em, đông chưa? Thôi rồi, cỡ nó nè em ơi. Khả nghĩ là bọn hình đỏ thôi em ơi, tại vì là tầm này Khả thấy có một thiên nhẫn. Thứ nhiên Khả đang đứng đánh mà có ai đâu mà đánh được Khả đâu. Rồi cắt bùa đánh nhanh con này nè em ơi. Trời phá. Trời phá. Mất vui rồi. Mất vui nè em ơi. Anh em đang xem cho Khả một like em ơi, đánh nhanh mắn người thủ, ba người thủ. Hồi này có một thằng làm phi chiến đấu. Tiểu Ngư Nhi nè, đúng rồi, hình đỡ nè anh em. Tiểu Ngư Nhi anh em ơi. Cứu sát mình luôn là vãi rồi. Kinh nập mắt nữa nè, trời ơi. Kinh nộp mắt Tiểu Ngư Nhi nè, hôm nay đứng phá nè, làm phi chiến đấu rồi nè. Hôm nay làm phi chiến đấu rồi nè anh em. Phi chiến đấu rồi thì ai phá? Thúy Yên Khải chết mà bị nó giết chết luôn anh em. Đó, hai ông đó phi chiến đấu rồi anh em. Anh em thấy không? Rồi Khải có nhắn F9 đó. Khải có nhắn F9 thì thấy King of Mask này với lại Tiểu Ngư Nhi, hai người này F9. Hai người này đang F9 anh em. Em mới tập làm thử. Sao vậy? Thúy Yên anh chết. Ừ vậy sorry. Không biết là đánh luôn. Tại vì Thúy Yên là nếu mà không ai làm phi chiến đấu á thì Thúy Yên không bao giờ chết được em. Tại vì chỉ có người đánh thôi, không bao giờ chết Thúy Yên được đâu. Thúy Yên nó kẹp góc dài thì cho dù cái quái không đánh được, nha anh em. Chỉ có người đánh thôi, quái đánh nó không chết. Mà trên cái đó Thúy Yên Khải đang luyện công nha. Thúy Yên Khải đang luyện công ấy. Đó, Khả mới kiểm tra nè, Khả máy bật đồ sắt lên là Khả thấy là có Tiểu Ngư Nhi nè với lại Kinh Nục World là hai ông này đã làm phi chiến đấu rồi. Đó, hai ông đứng gần con chỗ Thúy Yên luôn á, đứng bên ngoài á. Thì không biết ai. Thôi cỡ nè em ơi, thì cứ đánh đi, khi nào phá nghỉ. Cứ đánh thôi, khi nào phá nghỉ nè. Nãy bị giết mất 200 vạn nè, nãy bị giết chết mất 200 vạn. Rồi lại tiếp tục hình lại thằng Nam Độc hay cừu sát mình. Đây, thằng Nam Độc hay cừu sát mình đây. Đường nào thằng này nó không phá mình là cái chắc rồi. Anh em thấy thằng Nam Độc này chưa? Đó. Thằng hay cừu sát mình đấy. Đường nào nó đồ sát mình anh em. Cừu nhân nhiều quá không biết ai anh em. Thế Yên cừu nhân nhiều quá không biết ai. À, nhiệt độ kim thổ biết ra làm gì anh em. Không đánh thì đỡ người khác đánh, ra đứng phá toàn hình đỡ thôi. Hôm trước cũng vậy,
Chịu. À, anh em thấy chưa? Chịu. Cấu hết tử rồi anh em, cấu hết tử rồi. Tại vì là chỉ có làm phi chiến đấu thôi, phi chiến đấu mới đánh được. Còn không làm phi chiến đấu mà đâu đánh được thiên mình đâu mà. Quái cũng không đánh được, quái nó kẹt cái ô nè, quái đâu chạy ra được đâu. Không, mất 83 vạn. Mất, nè, còn 400 vạn. Mất, mất 83 vạn. Mất 83 vạn. Mất 83 vạn. Ừ thì phải có người đánh nó mới chết chứ không có người đánh sao chết được. Chung là mấy ông này chơi kiểu này mất hay anh em. Có mình có đụng chạm gì người ta đâu mà cứ thích phá mình anh em, phá rồi đợi lên TV. Mình thua. Làm gì anh em? Thôi cỡ anh em ơi. Mỗi người một cách chơi mà. Người ta muốn phá thì chịu thôi. Chắc chắn sẽ có người phá, tại vì lúc nãy là không bao giờ mà đỡ ông Thiên chết được đâu. Thiên sao chết được anh em? Thôi ok không sao anh em ơi, 500 anh em cứ một like chia sẻ anh em ơi. Một like chia sẻ này anh em ơi, đánh hết rương này nghỉ cũng được anh em. Đánh hết rương này nghỉ cũng được anh em. Ừ đánh kiểu này có khi ra siêu phẩm. Ok anh em, nói chung là lúc nãy được một cái nhẫn 540 anh em, một cái nhẫn 540 khá là đẹp. Sinh lực 120, nội lực rồi 540. Nhẫn này khá là đẹp. Ai giết chết. Mất 83 vạn. Rồi con thổ cuối cùng, thổ cuối cùng. Khải hiền quá gặp tôi hỏi ban chủ này giải quyết, không là tôi quậy ban nóc xem thằng nào. Thôi có gì đâu. Ok, soi anh em ơi. Soi đồ chặt rồi. Con thổ cho nó chết sâu đi. Ok, vô. À, thấy hai cây vũ khí thì thấy im rồi anh em, ba cây vũ khí, bốn cây vũ khí. Oh. Shop. Ôi chà, cái này kháng độc anh em ơi. Thời gian cũng độc 40. Bên cao. Bên cao. Lôi sắc. Lôi sắc 4. Kháng lôi cao mà không có gì luôn em. Này làm phôi. Phôi được ấy, chắc ấy. Thời gian chúng đọc 40. Đồ cái này thời gian chó có tiền em chúng đọc anh thua. Rồi số. Ok. Giờ chết thổ này đi em ơi. Từ từ tính. Để im im tí rồi em thả tiếp đánh tiếp. Phá quá. Ngày mi mình không tiêu vậy. Ít đồ chuyển qua ngày mi để đỡ chặt rương này. Vài cây vũ khí. Ok, tiếp tục anh em ơi. Thả thêm vài con nữa phút. Khi nào nó phá nghỉ thôi nè. Thằng này dường như là nó qua dò la tin tức một chút thôi. Phá nghỉ thôi. Có đâu. Phá thì khỏi đánh nghỉ nè. 1, 2. Chà chà, không đủ, không đủ. Đây làm phôi. Hai món dân động, ok. Rồi, thả tiếp. Rồi, con thổ cái mít luôn nè mày. Thổ không có món đồ gì luôn. Thổ vừa rồi mít này. Khải vừa nhìn nó chết mà không có con, không có đồ gì luôn nè. Ok, thả tiếp. Thả tiếp nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó. Quậy thì chịu thôi. 1 bùa này, 2 bùa này. Rồi, xúc. Yên tĩnh rồi, ok, yên tĩnh rồi nè. Yên tĩnh rồi, đánh nó vui nè. Đứng đông đen, bu, đông đen phá chứ làm gì đâu nè. Đó, mười mấy k, 20k rồi đấy. Yên tĩnh, thả bot đánh tiếp.
Yên tĩnh thả boss đánh tiếp anh em. Ok, anh em đang xem cho một like anh em ơi. Không phá đánh được, nhưng phá chịu boss tay. Phá boss tay chấm com anh em. Yo, lên luôn. Anh em đang xem cho Khải một like, chia sẻ video này đạt 500 like, Khải sẽ tiếp tục lên bát 17 nha anh em. Không biết Biken online chưa ta? Biken lúc nãy có anh em rương không? Online chưa ta? Ông kêu đi nhậu về rồi bán cho Khải hai rương mà không thấy nè em ơi. 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 Ông Nam Động không biết ông Biken nhé. Nhầm Biken. Ông Biken. Ông Biken ổng ông bán cho Khải hai rương mà đi đâu rồi anh em? Bán cho Khải hai rương ấy mà ông đi đâu rồi? Khải hiện tại đang còn một rương thôi. Sikabu. Đừng phá được nè. Bực mà. Có siêu phẩm là hết buồn. Đúng rồi, đúng rồi. Có siêu phẩm là hết buồn nè mày. Không thơ mấy mấy nữa à Khải à. Hello Đạt Nguyễn Thi nha. Khải định thơ bà Tăng nhưng mà không online nè mày. đây. Xét mấy mấy Khải cũng 12 nè. Xét mấy 12 nè. Xem mình bánh 12 mà anh em, đây này. Xem mình bánh 12. Đó. Khải cũng xem mình bánh 12 thôi. Khải mượn anh em. Tại anh em đang năm đọc Khải, anh em đọc bùa á, nên là nó phụ đam hơi kém anh em. Nó là giật đam chỉ hai mấy 30k thôi, không được nhiều, nên là hơi lâu chết. Nhưng mà có vẻ như đánh kiểu này nó lại được đồ siêu phẩm anh em. Nó được đồ ngon. Đây. Xét đồ của nhà méo của team thì lúc trước Khải có soi cho anh em xem rồi anh em. Khải có soi anh em xem rồi. Đây soi lại cho anh em xem. Lúc trước Khải có soi anh em xem rồi. Hôm trước có cái bao tay phòng thủ nó làm chậm nữa mà đã mất tiêu rồi. Hết bùa rồi, lên bùa. Lên bùa. Lên bùa, đó, xúc. Đỡ đánh vui đúng rồi, đừng phá anh em. Đánh vui anh em. Anh em phá nữa tôi bó tay luôn. Biken, ông Biken nó mất tiêu rồi ta. Rồi nhiệt độ. Rồi bị xoay lâm đô. Ôi trời. Ôi có một nọ kim. Một nọ kim em ơi. Cầu trời cho cái nọ sát thương cao cao. Tí đánh tống kim chuyển đường môn luôn em ơi. Có một nọ kim. Khải thấy có một nọ kim nha em. Khải thấy cái một kim nha anh em. Khải thấy cái một nọ kim nha anh em. Ok không thổ Khải thả tiếp. Khải thấy cái một nọ kim. Mong vào cái nọ kim này anh em ơi. Một like chia sẻ anh em ơi. Một like chia sẻ lấy nọ anh em ơi. Lấy nọ này đẹp đẹp chuyển đường môn luôn. Chuyển đường môn luôn. Thôi có gì đâu mà Lương Đặng. Cái Khải gặp tình trạng này quen rồi. Khải gặp tình trạng này quen rồi Lương Đặng ơi. Khải gặp tình trạng này quen rồi. Ok, xoay đô. Có một nọ kim nha anh em. Mong ra cái nọ tốc sát thương hay là sát thương một dòng cũng được anh em. Sát thương một dòng cũng được, cao cao một tí. Lên nào. Rồi, nón trước này. Từ né cho anh em xem. Đó, nón. Một dòng này. Bao tay này. Shop này. Ôi cái nón sinh lực mà kháng độc có 2 thôi. Shop đi. Trời ơi tưởng đai làm chậm 40 nè em. 20 thôi. Nhỏ 11, 17. Vũ khí. Trời ơi kháng độc. Biết nó kim rồi nè em. Nhìn biết nó kim rồi. Nhìn là biết nó kim rồi mà. Dòng cùi quá. Shop thôi. Ui. What the hell. Hai cái như nhau luôn. Vãi nồi. Em nhìn chưa. Hai cái khá mà chút mạnh như nhau luôn. Vãi thiệt.
Anh em làm gia tổ thôi anh em. Kẹt rồi, không bùa được rồi. Đậu xanh. Không bùa được rồi. Cho nó chạy qua này một tí rồi. Chạy đây cu. À, mấy con boss đứng góc này không bùa rồi, kẹt góc rồi em ơi. Hãy di chuyển qua đây một tí rồi. Kẹt góc rồi. Rồi, bị thổi chết này. À, bùa này, này bùa được này, lúc này kẹt gốc quá. Ok, đã bùa. Đã lên bùa. Ra một cái nô một chơi tới sáng à. Ok anh em, nếu ra một cái nô một chơi tới sáng luôn. Ok, hello An Nghiện nha. OLED cũng bị phá hả? Vãi nồi. Phá quá nào mà chịu. Nhưng mà giờ đỡ rồi anh em, giờ đỡ rồi, không phá là ok rồi. Nãy giờ được một cái nhẫn 540, sinh lực 120 ăn thế rồi. Nhẫn bèo bèo cũng hơn 15 kim. Nói chung là có được một món là đẹp rồi anh em, có được một món là đẹp rồi anh em. Yo. Ông Biken đã lâu rồi ta. Ông Biken khải đợi ông đó được khải lầm thêm 2 rương anh em. Khải lầm thêm 2 rương là đánh anh em. Ô nhận đồ. Ok khui. Ôi cha, một ngàn bòi đẹp ấy, sức lục lực kháng độc 22, đẹp. Đó. Giày này bỏ đi. Ok. Ok, chuyển qua năm độc ít độ. Nãy giờ thì được một cái nhẫn thôi em, còn lại thì ba cái đồ giá tẩu ngọc bội này. Ngọc bội này đẹp, đó lại khải soi cho anh em xem. Rồi, có một con chết. À, chết bên dưới, không phải bên mình, chứ bên dưới nè. Mình không có rớt. Rồi tiếp tục. Còn hai con thổ anh em, đỡ hai con thổ thì khả thả thêm vài con nữa. Hai thổ đánh hơi lâu. 1 2 3. Đó. Anh em đồng lòng tiêu diệt ban hình đỡ khỏi server luôn đi nha. Ok. Hello anh Đỗ nha. Hello anh Đỗ mới vô nha. Cỡ nó anh em ơi, phá chịu thôi. Nói chung là một mình khả là đã đánh vừa nhật đồ nó đã khổ rồi anh em. Mà còn phá nữa thì thiệt anh em như đau não luôn em ơi. Thà không phá thì cũng ok, đánh anh em xem. Còn phá thì bó tay. Ok. Anh em đang xem cho Khải một like anh em. Video bắt 16 này. Khải sẽ up lên sâu và đạt 500 like. Khải sẽ tiếp tục lên bắt 17 nha anh em. Khải sẽ tiếp tục lên bắt 17 nếu như video đạt 500 like nha anh em. Ông đó nhịn nhậu chắc xỉn rồi. Đợi chờ gì nữa. Rồi cắt bùa tiếp tục. Hai con hỏ này mà hỏ nó mong vào. Tiếp tục lại là nhẫn 540 thôi.
hai con họ. Nói chung đánh này vui anh em, đánh từ từ nó là vui, đánh nhanh quá cảm giác nó hơi chán anh em, đánh nhanh quá cảm giác hơi chán. Đây vừa được anh Ngọc bội khá là đẹp, sinh lực cũng lực và sinh lực cũng lực và kháng độc 22. Ok, Ngọc bội này khá là ok đấy, bội này Khải thấy cũng ok nè. Mở một lần 5 con anh em, Khả đang mở một lần 5 con đó. Khải hiền thằng cỡ anh em sao đâu mà nói chung là cỡ thôi, giờ không biết sao với mình không đâu có làm gì ai đâu nè, mình đâu phá ai đâu, mà người ta thích phá thì cứ phá thôi nè. Bây giờ mình chả biết vấn đề như thế nào, nhưng mà thôi cỡ bỏ qua nè mà phá thì phá, còn phá thì nghỉ, còn không phá là đánh đánh em xem. Lấy năm độc phụ, năm độc phụ đam mơ thổ. Đúng rồi, có quạo lên đâu được gì đâu anh em. Có quạo lên thì ngày mai bữa kia bữa sau mình đánh nó không phá nữa. Thà thôi mình im mình nói năng tiếng đồ. Nói năng tiếng thì đừng phá để chơi đánh cho vui thì được thôi. Bây giờ có quạo lên cũng chả được gì. Như Tú Nguyện nói đúng chính xác. Có quạo lên có chửi nó không chả được gì đâu anh em. Nên là thôi tốt nhất thôi kêu ai phá vậy nhường để đánh boss đấy rồi. Còn nó không nhường thì nghỉ thôi. Còn gần 30 cái anh em. Được khả nhiên là rương đấy nữa. Còn gần 30 cái nữa lận. Nhiều anh em Khải vô lái rương rồi. Khải coi còn 30 cái nữa hơn lận. Nhiều. Còn 30 cái nữa lận anh em, trong rương còn 10 cái nữa này. Đó. Hồi nãy chỉ cây một cái là nó giết mình rất 83 dạng hay 85 vạn đó nè. Nó phá mình đó. Nó 8 mấy dạng. Nó giết luôn mà, tại vì lúc này đang đứng trong thành đó, đang auto đứng trong thành rồi. Mà thằng nào giết được mình thì chỉ có những thằng mà nó bật phơi chiến đấu thôi nè. Nó bật phơi chiến đấu thì nó mới giết được mình thôi. Chứ sao mà giết được mình được. Lấy thêm tiền. Mất hết mớ tiền vàng. Cạnh tranh thì hay ra bằng biển kinh chứ phá vậy. Không vui. Thôi đúng rồi nè, nhưng mà cỡ thôi. Giờ cũng đơn giản là mọi người một cách chơi, mà người ta muốn chơi kiểu đó thì chịu nha. Nói chung là chơi game cũng như là bản chất con người của mình thôi. Mình chơi bẩn thì ra xã hội mình cũng sống bẩn thôi, dạ thôi. Đơn giản vậy thôi nha. Tại vì đơn giản trước khi vào chuyện phá người ta thì có khi nào mình đi phá ai đâu. Đơn giản cái tiêu cũng vậy, Khải chả chưa bao giờ phá ai. Còn ai muốn phá mình thì mình chịu thôi, đó mình chấp nhận thôi. Mình cũng chả đi nói này nói nọ làm gì. Một lần phá tiêu thì mất 300 xu. Đó. Rồi, chỉ có 10 con nữa thả tiếp anh em. Hello anh em nha, hello mọi người, hello anh em mới vô đừng quên cho Khải một like nha anh em. Rồi tiếp tục đánh tiếp. Còn khoảng 30 con hơn anh em ơi, còn hơn 30 con ấy. Đánh cũng khá là lâu cho anh em xem. Nói chung là đánh kiểu này thì nó là vui lắm, vừa đánh vừa bói đồ với lại nó cảm giác nó đánh từ từ cảm giác nó rất là hứng thú hơn mấy hôm mà đánh nhanh anh em. Mấy hôm đánh nhanh cảm giác nó tù quá. Hôm đánh nhanh nhiều khi mình nhanh quá nên là anh em xem cũng không ghiền được, không đã được. Rồi bị chết này đó, bị chết này. Ê. Rồi, bỏ chết. Ui, chỗ này lần 4 năm còn chết anh em. 4 năm còn chết anh em. Lầm này, lầm phát này nè. Đây được siêu phẩm không? Nó coi phát này được siêu phẩm không? Hai con họ nha anh em, hai con họ ba con thổ nha anh em. Hai con họ ba con thổ. Đứng dưỡng boss lại không cho nó đi. Đó, nghe mì đứng dưỡng boss lại. Đó. Rồi bớt buồn cái nữa, bớt chót này. Lên bùa. Ôi chàng, bùa này đứng cạn các bạn. Rồi lâm độ. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like chơi nha nè. Tại Khải còn lúc nãy Khải vừa vô địch thêm 10 cái nữa là tối nay đánh 70 cái nữa nè. Khải còn 30 cái nữa nè, 1 giờ chiều.
một chiêu một đao này, Ashen đao người ta, Ashen cái đao, ok ok, à đây đây đã đánh xong này sẽ hôm nay Ashen cái đao luôn. Thấy gì mua quá tú rồi, à từ từ nó nhặt đồ nè, nhặt xong này gì mua tú nha, không có cầm xu. Đó, góc này góc trên góc dưới đánh hai người đánh lần nè, đúng rồi cỡ thôi em ơi, có chứ thiên có bút rồi em, có nè, có dòng trên đầu nè, thiết ảnh nè, ok một đai lưng, một đai lưng hỏa, một đai lưng hỏa, hai hòa thổ nữa em, ôi thổ trâu nhiều máu vậy, có thiết ảnh có bút nè, thiết ảnh có bút, nhiều khi dặn như nó hết mana nè, hết mana nên nó phải đứng một tí. Rồi thả tiếp này, thả tiếp này, một này, hai này, mộng này, thổ này, trời ơi, thủy này, ok. Rồi đi vô lấy quá tử nè, mua quá tử à, quá tử mua quá tử à, đúng rồi anh đã bị mua quá tử à, còn quá tử thì còn nhưng mà để mua thêm, mua thêm, mua thêm anh em. Nói chung không ăn thua này mà mình chỉ một lời nói thôi, mình kêu là đỡ sang bot cho vui, được thì đỡ cho sang, còn không được thì thôi nữa, chứ giờ nó muốn phá thì mình cũng chả làm được gì nó đâu, một khi đã muốn phá thì nó phá suốt đời của bot tay, chả làm được gì nên thôi, cứ tốt nhất rồi nói nó một câu cho đánh thì đánh, còn đánh thì thôi nghỉ. Không sao cả. Rồi ok, 400 anh em nha, anh em đang xem cho Khải một like anh em. Tại bây giờ thì Khải bói đồ cho anh em xem luôn. Đây. Rồi được gì đây? Một đai lưng hỏa nha anh em. Rồi được gì đây? Ui, không có gì luôn. Ngày bòi coi. Không, ngày bòi nãy hồi kim bói rồi. Số. Lôi sát một. Ôi, lôi sát số 19. Nhưng nó nhỏ, chủ động. Rồi ok. Cho cái đao này. Giúp dịch. Nhận nhận trong này cái đao xin nấy giờ em, nó trong cái đao đao nem dòng không có gì luôn em ơi, bùa này, bùa này. Đó, trong thời gian cho đao mình qua này mình đánh năm độc anh em, năm độc Khải vừa đam anh em, Khải phụ đam nữa, không phụ đam đánh lâu lắm này, phụ đam này, trưởng này anh em nghe tiếng trưởng này bật to anh em nghe này, đó trưởng gần chết ngừng anh em, trưởng gần chết ngừng rồi. Và video này video bắt 16 và ngày mai ngày kia Khải sẽ up lên kênh, cái gì anh em đã xem rồi ngày hôm nay thì cũng có thể xem lại và ủng hộ Khải một like nha anh em, ủng hộ Khải đủ 500 like Khải lên bắt tiếp tục, đó là bắt 17 nha anh em. Hôm nay Khải định đánh hai rương mà ông BK này đó, ông kêu đi nhậu mà ông thấy về rồi bán lên bài cho mình, BK gì đó hôm nãy trên kênh YouTube anh em lúc đầu xem anh em cũng thấy ông kêu là để ông bán cho hai rương ba rương mà giờ ông đi đâu mất tiêu. Ok, cắt bùa, cắt bùa. Trời, cái này nó không dính được. Sắp mạnh rồi, nó đứng cái này sắp mạnh rồi, không dính bùa được rồi. Bùa đang tới rồi. Làm gì làm cắt bùa đám bên nhanh được. Khải ở trên này, Khải đang thả em còn bên trên đấy. Ok, dính bùa rồi, dính bùa rồi. Dính bùa rồi, dính bùa rồi, dính bùa rồi, lần đam. Mua được 10 lần đam thôi. Ừ, ông kia cẩn thận. Quên tí nữa là Khải quên em. Nãy giờ Khải bán hai cái đam rồi. Đúng rồi anh em, đỡ đánh anh em ơi. Không cần nhắc anh em ơi, đỡ đánh đi. Vào bang. Rồi, nhưng mày chết này. Thủy với mộng.
Rồi chuẩn bị có 232 con chết. Nón này tí. Cái thêm cây bó tửu này. Đó, cho sáng đồ hình. Đó. Cho sáng đồ hình. Đó, dịch qua thứ yên thì nó hết mì mánh chưa? Mánh chưa nút tiếp anh em. Mánh hết chưa này. Một cục này một tiếng lận mà. Còn khoảng 20 con anh em, khai con 20 con nữa thôi anh em ơi. Anh em cố gắng xem hết ủng hộ chơi anh em. Còn 20 con nữa thôi, gần hết rồi. Khả thả cũng tầm 5 lần nữa thôi, 5 lần nữa hết boss rồi. Một lần khả thả 5 con á. 5 phát nữa thôi nè. Anh em đang xem đừng quên cho một like nè, một like chia sẻ ủng hộ giùm Khả nha. Ok, Khả cắn rồi, cắn rồi. Nó cắn rồi. Cái ạc chính của Khả đứng chỗ này được Khả test quốc tử nè, Khả đứng để test quốc tử. Nhiều khi trong kia nó đứng ngay chỗ skin đó, skin thả skill của Thúy Yên á, nên là nó che mắt mình không thấy. Mình đứng mé mé ngồi một tí. Ok cho Phan nha. Khải được một cái nhẫn 540 sinh lực 120 và nội lực nhẫn này cũng hơn 15 kim nè. Nói chung là có cái nhẫn cũng gọi là tạm ổn rồi anh em. Hôm nay sang định sang 2-3 rương mà ông kia chưa về anh em ơi. Ông mở được Ken gì đó ông cả kêu bán Khải 2-3 rương mà không thấy đâu hết. Chưa thấy về. Ô Thủy Yên nó hết tiết ảnh rồi. Ok, mút. Mình đọc dính rồi, mình đọc dính mùa, bùa coi. Lách bùa rồi, không dính mùa được. Chạy ra đây. Lách mùa rồi anh em ơi. Đứng này lách mùa rồi. Cố gắng bút rồi, bút không được. Khải cho con Emmy luôn. Emmy đứng này phi trận đấu luôn nè. Cho Emmy đứng này phi trận đấu rồi nó cho anh em đọc cách bùa luôn. Chờ chút nha. Cho Emmy phi trận đấu luôn. Để anh em đọc cách bùa. Chưa kháng cả 19. Quá nhỏ. Mới được cái nhẫn 500 thôi nè. Nhẫn 540 đó. Ok ok. Chưa được luôn. Lại. Lệch bùa không được. Quên cắt bùa mà cắt không được nè mà. Để làm con nghe mây phi chứng đó rồi. Làm người mây phi chứng đó cắt cho nó chuẩn. Đánh hỏi mà không được gì. Rồi ok nghe mây đã phi chứng đó rồi nè. Rồi ok cắt bùa nè. Đấy, nhầm phù sát. Rồi Ngân My sẽ đứng chỗ này đỡ. Nem đọc nó cắt bùa này. Đứng sát vô. Đó ok. Cho nó nhanh anh em. Tại vì cắt bùa này. Cắt bùa này. Đó. Auto dính bùa luôn nè. Auto dính bùa luôn cho nó khỏe. Rồi chướng rồi. Nằm độ. Đó, rớt đồ anh em, rớt đồ anh em, rớt đồ anh em. Ôi, ngày mày bút, nó bút máu nổi. Ok, được đấy. Ngày mày đứng làm phơi trận đấu, đứng cách bùa cho anh em đọc đẹp anh em. Chứ lúc nãy là nó không có, nên là nó bị bùa bị lắc anh em. Bùa bị lắc là không có cắt được bùa. Quý thổ, anh thua rồi. Ok, tiếp tục anh em ơi, năm con tiếp theo nha. 1 2 3 4 5 đó, đánh một lần 5 con cho nó nhanh anh em. Tại vì mình đánh đã chậm rồi nên là mình phải thả một lần 5 con luôn. Cắt buông các kiểu 1. Đừng đang mút. Ok. Rồi, phui độ. Điện thoại cho ổng mà hên xui nè mà giờ biết đường nào mà điện nè. Với đồ hên xui thôi giờ mình biết nói ai được. Số. Trời cái gì xéo dòng. Số.
Resort Vân Nam. Vân Nam. Rồi, shop luôn. Bây giờ cho anh em đọc khỏi chặt rương. Nói chung là mấy cái đồ này thì cho anh em đọc hay có mấy xe nó ngồi nó bán nè. Xe nó ngồi shop cũng được vài trăm vạn, vài chục vạn. Đó. Mấy cái đồ này thì được vài chục vạn. Anh em đang xem cho Khải một like nha anh em. Anh em đang xem cho Khải một like nha anh em. Video này là bát 16 nè. Nói chung là bát 16 thì Khải được một cái nhẫn này anh em. Đó, 540, sinh lực 120 và nội lực 29, khá là đẹp. Nhẫn này thì phạm vi nó chắc chắn là hơn 10 kim là cái chắc rồi anh em ạ. Hơn 10 kim là chắc rồi. Một lần bài bây giờ thì giá khoảng 130 đến 150 anh em. Nói chung là khá là rẻ, 130 150. Vấn đề là chúng ta có muốn đánh hay không thôi. Tại vì đồ tầm này nó không ra được đồ gì nhiều quá, nên là ít cao thủ đánh anh em, ít người muốn đánh. Nên là đâm ra nó rất giá. Bùa này. Tiết ấn này, sốt. Rồi, chưởng này, chưởng phụ đam này. Rồi, ok. Ui chà, lên đam. Ui chà, lên đam đẹp chưa? Lên đam đẹp chưa? Ui chà, lên đam quá chắc. Vì sao không? Do lần này Khải đỡ con Ngami nè. Khải đỡ con Ngami vô, Khải chặn con boss lại á. Nên là con boss nó chỉ đứng yên một chỗ thôi, nó không đi đâu được. Nên là lượng đam anh em thấy nó khá là đẹp. Đó, anh em thấy lượng đam không? Hello Sơn Tùng nha. Nhớ thời xưa năm 2005-2006 hay có kiểu tổ chức uống rượu tiền trang biển kinh rồi lên trường bạch chan. Cũng có uống rượu để tăng kinh nghiệm. Khi nào Khải tính làm series ép đồ tím Khải? À, cũng lâu anh ơi, cũng lâu. Tại vì tầm này thì mua phôi cũng đã hiếm rồi anh. Nên là em dự định từ từ thôi. Từ ví dụ như có được cái món nào mình đang ưng ý, mình muốn lên món đó thì mình lên thôi. Rồi, khui. Bây giờ em đọc nè, 20 nè. Rồi. Còn một con thổ thôi. Một con thổ thôi, hai con thổ chứ. Đấy, một con thổ. Rồi, khui. Trời, vừa rồi nó chất 3 con. Được nhiêu đồ này thôi anh em. Khui này. Mờ khăn lôi. Server không giờ ép đâu anh em. Con chua. Rồi, xong. Rác thôi. Rồi, tiếp tục. Thả boss tiếp tục nè. 5 con tiếp theo rồi anh em. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Làm phát 5 con nhỏ nhanh anh em. Vì hiện tại anh em đang xem đây là bát sandbox bát 16 của Khải. Và mong rằng anh em đừng quên cho Khải một like và một chia sẻ video này đạt 500 like. Khải sẽ lên tiếp tục bát 17 cho anh em xem nha. Cho anh em xem ủng hộ nha nè. Anh em nhìn thấy thú vị không? Một trên này là Khải đánh, dưới này là Grat chở bom đánh. Không biết ông dưới này được gì chưa? Lâu quá không xem bằng chính. Đúng rồi, nhân hình ơi, rất hạng anh em. Nói chung là tầm này khá nhiều cao thủ đua top á. Nên là Khải lên xuống hạng là bình thường anh em. Lên xuống hạng là bình thường. Cũng muốn giữ hạn nhưng mà tầm này nhiều ông kỳ gơ quá. Đây tính làm đại gia rồi à. Làm gì đại gia được anh em. Khải làm thêm rương nữa đánh cho anh em xem. Thả thêm mấy con đi Khải. Khải thả một lần 5 con anh em. Hello Trần Hà nha. Khải được một siêu phẩm nhẫn 530. Nhẫn 530 sinh lực 120 anh em. Ê, nhẫn 540 chứ. Sinh lực 120 và nội lực. Nói chung là nhẫn đó hơn 15 kim. Chắc chắn là hơn 15 kim. Hơn 15 kim anh em. Nên là gọi cái đó cũng dạng siêu phẩm mà. Hơn 15 kim mà dạng siêu phẩm hả anh em. Hơn 15 kim. Rồi, bố chết. Bố chết anh em ơi. Khải đang định mua thêm 2 rương nữa bèm anh em. Lắm nè. Ui chà chà. Có hàng. Ôi cái kiểu dùng đam này bót nhanh chết gơ nè anh em thấy không. Khải mới thả mới bót mà chết hết rồi. Tiếp này, 3 con này. 1, 2, 3, đó. Dùng đam tiếp tục này. Khải kẹp con Ngami anh em. Khải kẹp con Ngami đỡ nó dùng đam anh em. Đó anh em thấy nó dùng đam đẹp không? Đó. Tại vì lúc này không có kèm Ngami nên là boss nó chạy lung tung. Này Khải dùng đam nó boss nhanh chết gơ này. Nói chưa? Boss nhanh chết bà cố luôn. Khải còn tầm 20 con anh em. Còn 20 con nữa. Rồi. Vui.
Thấy cái vũ khí này, thấy một gia truyền là ngon rồi nè. Lên luôn, lên luôn, lên là lên luôn. Lên là lên luôn. Khui này. Bỏ này. Trời ơi, cái này sẽ được cao ngon nha. Cái người thấp sẽ được cao được ấy, đó lại. Trời ơi, cái đó khoảng loài 21 mà khá xài rồi. Trời ơi, lại một vũ khí kim. Hai cây nỏ như này rồi anh em. Tìm một cây sát thương tốc độ mà khó quá. Khó quá, khó quá. Rồi, xong, xong, xong. Cặp bội này, bàn tay này. Hàng sẽ được ngon này. Rồi, vô nhặt đồ. Rồi, chết này. Mọc, đai mọc, áo mọc. Thú nè. Căng anh em ơi, căng quá, căng quá, căng quá. Chúc mấy anh em xem vui vẻ nha. Nhớ like cho Khải nha anh em. Nói chung kỷ niệm là phải xem anh em ơi. Ok, cảm ơn Nhân Hình nhiều nha. Cảm ơn anh Nhân Hình. Rồi, chuẩn bị chết, chuẩn bị chết. Bùa này, bùa này, bùa này, bùa này, bùa này, bùa này, rồi. Rồi, một con chết này. Thổ chết này em ơi, tầm này thổ chết này. Đây, lưng. Mọc, mọc. Ui chà, lần này rất nhiều đồ vậy. Chạy qua, chạy qua, chạy qua. Cái watch của đó nó rất hay, rất đông hỏi anh em. Một cái đao, rồi, thông, thông, thông. Từ đầu đã khải đường bót lên trần tí nè. Đứng nó thì rất ngoài quá. Lên này cụ. Lên này, lên này, lên này. Lên này, lên này. Cho nó dàn lên tí, cho nó dàn lên tí. Cho nó dàn lên. Rồi quấn này. Ok. Ông con thổ à, thả thêm nha anh em, thả thêm nha. 5 con nữa này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Một bùa này. 1, 2. Vừa đánh vừa soi đồ nó là hơi lâu anh em. Nó thấy đánh là con này 50 máu đó rồi. Qua soi đồ anh em xem. Đó anh em thấy máu lúc chưa. Rồi. Anh chân gái. Ôi trời trời. Đây. Soi. Áo. Trời ơi, áo cái băng 24-30 nè, cái này 40 cũng được rồi. Set mềm bánh đó nhiều, xem nhẫn làm chậm 40, ok ok. Để Khải soi xong cái set đồ này nè. Set mềm bánh này rồi, đao độc sắc. Set mềm bánh 12 nè, set mềm bánh 12. Đây, lầm này nè, rồi vô trong lầm tiếp. Xem bánh 12 anh em, được Khải sơ đồ là xem bánh anh em xem. Đây. Xem bánh của Thiên Điện Khải đây. Xem bánh 12. 3 này. 3 này. 3 này. Hôm nay được một cái nhẫn 540 rồi. Hôm nay được một cái nhẫn 540 anh em. Nhẫn này. Chạm này. Rồi bó nhanh này anh em, bó nhanh bán đồ anh em, không kịp đồ rồi. Áo số này. Áo số này. Tiếp tục. Khối này. Căng lô 11 xong. Chuẩn bị đọc. Bị đua top bang kiếm xếp đằng bang Khải ơi. Ok, xếp đằng bang hơi canh nè. Trời ơi, nhắm căng lô xong. Xong. Đao này xem rồi. Ôi. Áo không phục hồi xong. Xong luôn. Ok, để đưa em động đi mà. Em động được khỏi trọng rương. Chúng là mấy cái đồ này thì không ăn thua được, hãy vứt qua bên này thôi nè. Và đồ này bán cho xe thôi. Bán xe vài chục vạn thôi. Không bao nhiêu.
50 vạn, 60 vạn cũng có, chắc sẽ có người mua tại vì sinh lực nội lực cao nè. Trong là cái số sinh lực nội lực cao thì đổi lại bán thì chắc chắn có người mua. Rồi. Không thổ. Thả tiếp tục anh em ơi. 1 2 3. Rồi ok. Lần này tự đánh tự xem cũng khá là thú vị nè. Nói chung được một cái nhẫn rồi nè. Sinh lực 120, thông pháp và nội lực 29 và thời gian chậm 40. Cái này là có tiền nè, cái này là hơn 15 kim ấy. Nói chung mấy cái đồ này Khải vẫn bán, Khải bán ở Thành Đô nè. Anh em nào có muốn ủng hộ thì Thành Đô gần hiệu thuốc nè. Khải bán đồ ở Thành Đô hiệu thuốc nè em ơi. Cứ 50 vạn rồi, món nào đẹp đẹp thì 100 vạn. Món nào chung chung thì 50 vạn nè. Đó, 50 vạn món. Chung là Khải bán bữa giờ cũng được khá ít khá tiền em, cũng hơn 4-5 cây dạng rồi. Bán bữa giờ hơn 4-5 cây dạng rồi. Khải, ông chơi bao nhiêu PC? Khải chơi 2 PC em ơi. Tôi phải coi Khải bằng được đến cái lúc có siêu phẩm hơn 20 kim. Chứ dành cả sanh sân kêu coi Khải mà chẳng được cái gì, có tâm. Được một cái nhẫn anh em. Nhẫn này 15 kim ấy. Nhẫn này hơn 15 kim ấy. Nhẫn siêu phẩm 20 kim có rồi mà. Hôm trước Khải bán cái nhẫn sinh lực nội lực rồi thông pháp 17, thông pháp 17 rồi chậm 40, Khải bán 28 kim anh em, Khải bán 28 kim đó. Có rồi mà. Hello Quân Lâm nha, hello anh em, hello Phan Đỗ, hello anh em mới vô, hello Kim Trần. Đúng rồi, Khải có rồi. Khải bán được cái nhẫn làm chậm 28 kim anh em. Nhẫn làm chậm 40, thông pháp 18. Sinh lực động lực rồi 28 kim đó. Nói chung là nó hơn nhẫn này, nó hơn nhẫn này, hơn nhẫn này, hơn nhẫn này một tí. Nó hơn nhẫn này là biết hơn nhờ không? Nó hơn 15 điểm thông pháp đó. Còn nhẫn này 2 thông pháp thôi. Nó hơn cái nhẫn này 15 thông pháp. Cái nhẫn kia sinh lực khoảng 8 mấy thôi anh em. Nhẫn kia sinh lực 8 mấy. Ok, thả anh em còn 3 con cuối cùng. 3 con cuối cùng. Hóa mộc. Hóa mộc. Ok, hai con hỏa. Hai con hỏa này mà, hai con hỏa này mà. Cố gắng làm. Làm cái nhẫn 40 nữa coi. Làm nhẫn 40 sinh lực, nỗ lực mới có tiền nữa mà. Còn nhẫn 40 thường thường thì không bao nhiêu đâu. Nhẫn 40 thường thường bằng thường thường cùi cùi không bao nhiêu đâu. Ít nhất phải sinh lực, nỗ lực thì mới có tiền được. Rồi, ok. Bói cái đồ này em ơi. Rương này nữa rồi còn 3 con cuối nữa xong rồi. Ông Biken này đó, ông hẹn Khải bán 2 rương mà không thấy đâu em ơi. Sớm giờ được một cái nhẫn làm chậm sinh lực động lực rồi anh em ơi. Giá truyền kháng cả 19 hả? Đâu anh em ơi, đâu anh em ơi, đâu anh em ơi. Đâu anh em ơi. Trời ơi, không có. Mình mong vào kháng tất cả mà chua quá. 5 dòng cực đẹp ấy mà không có kháng tất cả, sinh lực đẹp mà chứ. Nhỏ quá. Lại một giao chuyện, lại một giao chuyện, lại một giao chuyện, lại một giao chuyện. Rồi ok anh em. Thấy có giao chuyện thấy ấm rồi nè. Thấy có giao chuyện rồi thấy là thấy êm rồi nè. Vui. Lại thêm một giao chuyện nha. Dày nè. Trời ơi cái sông đào. Sông lôi. 19. Số. Rồi, con sao mít luôn. Ui, không có gì luôn. Rồi, con sao mít luôn em ơi. What the hell. Nhà kháng banh 20-30, sinh lực đôi. Cũng được á anh em. Không phải dằn cùi cũng khá cũng được ấy. Rồi, nói chung là ở cái bát này thì Khải sang hết rương đầu với lại thêm 10 con sâu nữa là hết 70 mấy con em. 70 mấy con mà Khải được là gọi 70 mấy con là tính một con cho 130 xu. 75 con. Khải tốn hết 9 kim. Nói chung là lời. Bát hôm nay lời. Được cái nhẫn anh em ơi. Đúng rồi, Khải dùng nhiều mà. Nói chung là được cái nhẫn anh em ơi. Khải tốn hết là Khải tốn hết là khoảng tính luôn tiền vàng là khoảng 10 kim. Mấy kim? Khoảng 10 11 12 kim, 12 kim. 12 kim mà được cái nhẫn này mà. Nhẫn này thu lại vốn đấy. Chuẩn luôn nè, nhẫn này thu lại vốn là cái chắc rồi. Không lỗ nè. Nhẫn này chắc chắn bán sẽ lời. Chắc chắn bán sẽ lời. Đó, nhẫn này Khải mới đánh được Khải lấy Khải xài luôn nè. Khải BM xem còn một rương nữa không.
weekend đi đâu có tiêu ta. Hồi nãy anh em có xem không? Cũng là một cái lần đầu tiên á. Ông bảo Khải là tí nữa ông đi nhậu về ông bán cho hai rương. Giờ không thấy đâu, vãi nồi hứa. Chết tôi thiệt chứ. Xem luôn em. Nói chung là được cái nhẫn này này, nhẫn tầm trung rồi em. Ngọc bội này cũng được, khả nghĩ ngọc bội này hơn ít nhất phải một kim. Ngọc bội này ít nhất phải một kim. 22 sử dụng lực đó. Nhẫn này kháng banh 20, chống độc 30. Nhẫn này khả nghĩ bèo cũng được hơn 500 xu đến một kim, 500 xu đến một kim. Trong hai món này được 2 kim rồi đấy. Còn này không info này chắc khoảng 2-3 dòng xu. Rồi, chủ yếu có nhẫn thôi. Nô mộ trong ngày hôm nay vẫn là cái nhẫn. Nhẫn này thôi. Có tính tìm làm luôn nữa. Này đang hơn đúng rồi, đang định ông kia đợi ông kia về nữa anh em. Đang đợi ông kia anh em. Thôi được, Khải ngừng cái bắt 16 này đã. Khải ngừng cái bắt 16 này đã anh em ơi. Rồi tí nữa có lên bài boss tiếp thì Khải quốc tiếp. Ok, và anh em xem video này đừng quên cho Khải một like chia sẻ nè mày, và đừng quên ủng hộ video này lên 500 like. Video bán 16 này 500 like thì Khải sẽ tiếp tục lên bán 17 và bán 18 cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Khải ngừng cái video này nha anh em.